Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 92. Chương 911, cười to, 2. Thời gian đến, đại biểu đàm phán của hai bên theo lối cửa riêng của mình để tiến vào hội trường. Không gian bên trong phòng hội trường rất lớn, mấy lần dự thính trong phòng hội trường của những nhiệm vụ trước đây mà Karen từng tham gia đều là ở khách sạn Ankara. Phong cách của khách sạn Ankara theo thiên hướng hiện đại, cùng hướng tới sự thực dụng, còn phòng hội trường trong khách sạn Bernard của đảo Ám Nguyệt thì chỉ đơn giản được xây dựng theo lối kiến trúc rộng lớn hùng vĩ. Đương nhiên, kết quả đàm phán của cuộc chiến tranh liên quan đến hai thần giáo chính thống lớn của thế giới giáo hội quả thật xứng với hội trường hoành tráng và uy nghi như vậy. Bên trong xây dựng theo hình thức của rạp hát, vị trí trung tâm là nơi đàm phán của các vị đại biểu, bốn phía xung quanh thì là những ghế dự thính từ thấp lên cao. Bản thân L.A.U.R.E. là thư ký, sau khi nhận lấy tư liệu từ trên tay của Karen, đi theo đại chủ giáo Waffron tiến về khu vực trung tâm, Waffron ngồi vào bàn đàm phán. L.A.U.R.E. thì giống như những thần quan thư ký khác, chỉ có thể đứng ở sau lưng chủ giáo của mình để tùy thời ghi chép và góp ý kiến. Karen và Memphis cộng thêm Leon thì ngồi xuống ghế dự thính của khu trật tự thần giáo. Leon là cháu trai ruột của chủ giáo Waffron, có thể có tư cách để vào ngồi dự thính, nhưng muốn lên trên ngồi thì việc đó là không có khả năng, Leon không tư cách này. Bởi vì lúc này ngay cả đại chủ giáo Waffron cũng chỉ là một người bình thường trong đoàn đại biểu. Đoàn trưởng của đoàn đại biểu đàm phán lần này của trật tự thần giáo không phải là tân đại tế tự Norton vừa nhậm chức từ Rasma, mà là Chris, một trong ba vị hồng y giáo chủ dưới trướng của Norton. Vốn dĩ vào thời kỳ Rasma tại chức, dưới trướng của ông ta cũng không có chức vị hồng y giáo chủ, nhưng lần này sau khi Rasma từ nhiệm, Norton lên đài, vị trí của tầng lớp lãnh đạo tiến hành thay đổi và cải cách, xác định chức vị của ba vị hồng y giáo chủ một lần nữa. Phân biệt mỗi người phụ trách ba phương diện giáo vụ của thần giáo, chiến tranh, phát triển, giám sát. Chris phụ trách giáo vụ về chiến tranh, trưởng đoàn đại biểu lần này là do ông ta chịu trách nhiệm là một chuyện không thể bình thường hơn. Có điều, cân nhắc đến việc đoàn trưởng của đoàn đại biểu đàm phán của Luân hồi Thần giáo là người gác cổng đương đại của Luân hồi Thần giáo Romia Simerson, mà bên trật tự thần giáo cũng chỉ phái một trong số ba vị hồng y chủ giáo đến đây, về mặt này đã cho thấy sự kiêu ngạo của phe chiến thắng. Bởi vì chiến tranh thất bại, người gác cổng tiền nhiệm của Luân hồi Thần giáo đã tự nhận lỗi mà thoái vị nhường chức. Romia Simerson tân nhiệm là một người phụ nữ đã gần 60 tuổi. Dòng họ của bà ta là một điểm sáng, bởi vì địa vị của gia tộc Simerson ở trong Luân hồi Thần giáo cũng tương tự với gia tộc Phileas ở Ánh sáng Thần giáo. Bởi vì từng sinh ra rất nhiều người gác cổng và giáo hoàng, cho nên được xưng là hoàng tộc trong mỗi giáo hội của mình. Sau sự thất bại thảm hại của mình trong trận chiến với trật tự thần giáo, nội bộ Luân hồi Thần giáo lập tức đề cử người của gia tộc Simerson lên đài để nắm giữ chức vị người gác cổng. Trong này cũng có sự suy tính nhằm ổn định cục diện và tụ hợp lại niềm tin của tín đồ. Karen ngồi trên ghế dự thính nhìn dáng vẻ đoan trang của lão phu nhân đang ngồi trên bàn đàm phán. Trong lòng thì nghĩ đến Tarina chết dưới tay mình vào đêm đó rồi bị đội trưởng đốt cháy không còn dấu vết, giữa hai người có quan hệ gì với nhau. Nhân viên phục vụ hội trường do đảo Ám Nguyệt sắp xếp bước đến ân cần hỏi thăm nhu cầu của mọi người. Leon trả lời, hồng trà. Karen trả lời, nước đá. Memphis trả lời, nước đá. Rất nhanh, đồ uống được đưa lên lên, còn có thêm một cái bàn trà nhỏ, phía trên có trưng bày thêm mấy món bánh ngọt tinh xảo. Ba người là ngồi cùng một chỗ, lại cùng với việc không gian trước ghế dự thính rất rộng, cho nên ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí còn dễ chịu hơn cả việc ngồi trong rạp chiếu phim. Đương nhiên, trong rạp chiếu phim chắc chắn sẽ không chiếu tiết mục cao cấp như thế này. Đây là một hội nghị thoải mái nhất mà ta từng dự thính, Leon mở miệng nói. Hắn ta là cháu trai của đại chủ giáo Waffron, từ lúc 16 tuổi trưởng thành đã thường xuyên bị dắt theo đến các buổi hội nghị, cùng giống như hội nghị lần trước với Pamine giáo. Hắn ta cũng đã biết cần phải chuẩn bị trước đồ ăn, hiển nhiên những năm này đều được những buổi hội nghị rỗng bụng trau dồi kinh nghiệm. Karen cũng nhẹ gật đầu, đồng ý với Leon. Nếu như về sau tất cả hội nghị của trật tự thần giáo đều được sắp xếp chỗ này, đó cũng là một việc khiến người ta rất hài lòng, nhưng việc này tất nhiên cũng không có khả năng. Cũng chỉ có loại hội nghị cấp bậc này mới có thể được sắp xếp ở chỗ này, nếu không chỉ tính chi phí dịch chuyển thì cũng bỏ ra một khoản tiền rất lớn.
Chương 912, cười to, à. Memphis ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh uống nước đá, không nói một lời. Lúc này, Karen để ý đến một người đàn ông trung niên đi lên bàn chủ trì. Ông ta là người chủ trì của cuộc đàm phán lần này, tộc trưởng Winner của tộc Ám Nguyệt. Đứng ở bên cạnh của Winner là ba đứa con trai và một đứa con gái của ông ta. Ophelia đã thay đổi áo giáp thành lễ phục truyền thống của đảo Ám Nguyệt, nhìn rất lộng lẫy, nhưng mà cô đứng một mình ở hàng thứ nhất sau lưng cha mình. Ba người anh trai đều đứng ở sau lưng của cô, từ đó có thể thấy được sự phân chia cao thấp giữa thân phận của họ. Cô vốn là một nhân tuyển thông minh và ưu tú cho vị trí người thừa kế tộc trưởng, lại thêm sự ủng hộ hết mình của một người chú đang nắm giữ lực lượng mạnh nhất của đảo Ám Nguyệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cô sẽ là nữ tộc trưởng tiếp theo của tộc Ám Nguyệt. Nhìn thấy Ophelia đứng ở nơi được mọi người chú ý như vậy, Karen vô ý thức lại uống một ngụm nước đá, vết thương còn chưa lành hẳn chỗ lồng ngực, bỗng cảm thấy đau đau. Lời dạo đầu rất đơn giản, tộc trưởng Winner tuyên bố trước lập trường trung lập của đảo Ám Nguyệt. Trên thực tế cả hai bên ngồi đàm phán ở đây đều biết đảo Ám Nguyệt vốn đứng về phía nào. Sau đó, tộc trưởng Winner lại phát biểu kỳ vọng của mình đối với hòa bình. Đây cũng là lời nói nhảm, bởi vì mặc dù luân hồi thần giáo trên lý luận đã đầu hàng, nhưng Karen biết trật tự kỵ sĩ đoàn còn chưa rời khỏi các thành địa đã chiếm đóng của luân hồi thần giáo, giữa song phương vẫn như cũ tiến hành những cuộc xung đột trên quy mô nhỏ. Cuối cùng, tộc trưởng Winner hy vọng lần hội nghị này có thể có kết quả khiến cả hai bên cùng hài lòng. Ba đoạn nói nhảm đã nói xong, tộc trưởng Winner lui xuống khỏi bàn chủ trì. Hồng y giáo chủ Chris dẫn đầu vỗ tay, người gác cổng Romia ở đối diện cũng vỗ tay theo, hai vị dẫn đầu của hai bên vỗ tay, tất cả mọi người trong hội trường cũng bắt đầu vỗ tay theo. Đây xem như là cho người tổ chức là đảo Ám Nguyệt một chút thể diện. Sau đó, là đoàn đại biểu của hai bên phái ra người của phía mình đọc lời chào mừng. Đầu tiên là luân hồi thần giáo phái ra một tên vị thần quan nam cấp cao, anh ta đi đến trên đài phát ngôn. Dáng người thẳng tắp, phối hợp với dung mạo anh tuấn của mình, quả thật có phong thái thành thục và trầm ổn. Tuyển chọn sắc đẹp à? Leon trêu chọc nói. Họ của tên đó là Simerson, Karen nói. Leon nhẹ gật đầu, cười nói, à, thì ra là một vị hoàng tộc. Nói xong, Leon bỏ một miếng bánh ngọt vào trong miệng, tiếp tục nói, gần mấy chục năm luân hồi thần giáo vẫn luôn cố áp chế sự uy tín lâu năm của gia tộc Simerson, xa lánh vị trí của bọn họ. Khẩu hiệu là hy vọng luân hồi thần giáo càng thêm thuần túy, không phải chỉ một dòng họ hoặc mấy gia tộc của luân hồi thần giáo, mà còn là tất cả tín đồ luân hồi thần giáo. Xem ra sau lần bại trận này, chính sách trước đó đã bị đẩy ngã, cũng có thể là thế lực nội bộ của gia tộc Simerson trỗi dậy sau mấy chục năm bị chèn ép, leo lên nắm giữ quyền lực của luân hồi thần giáo một lần nữa. Người của gia tộc Simerson làm người gác cổng một lần nữa, phát ngôn viên cũng là họ Simerson. Ta cảm thấy bên trong đoàn đại biểu của đối phương có không ít là người họ Simerson và những gia tộc uy tín lâu năm khác trong luân hồi thần giáo. Karen nhìn Leon một chút. Nhìn ta làm gì? Leon hỏi. Tôi đang chần chừ, làm sao để tiếp lời này của anh? Gia tộc Đia của chúng ta cũng không tính là gia tộc lâu năm gì trong thần giáo, ta cũng không có ông tổ được bước vào trật tự thần điện. Vậy cách nhìn của anh như thế nào? Karen hỏi. Vừa có lợi vừa có hại, thế lực của gia tộc phát triển trong nội bộ giáo hội sẽ có ưu thế từ sớm. Nhưng nhất định phải dựa trên cơ sở này để cam đoan rằng đây không phải là con đường để thế lực gia tộc trèo lên trên cao. Về điểm này thần giáo của chúng ta làm rất tốt. Bất kể là đại tế tự Rasma tiền nhiệm hay là đại tế tự Norton kế nhiệm cũng không phải là người từ các gia tộc. Thật ra thì loại nào cũng không quan trọng, giống như luân hồi thần giáo động một tí là thanh tẩy nội bộ mới là cách phá hư sự ổn định của nội bộ nhất. Lúc này, đại biểu của luân hồi thần giáo đã kết thúc bài phát biểu, hắn ta nói rất nhiều, nhưng lại giống như chả hề nói gì. Bên phía trật tự thần giáo thì là một vị chủ giáo ngồi gần đài phát biểu nhất đứng dậy, ông ta cũng không có tự giới thiệu, cũng không có nói luyên thuyên không ngừng, mà là rất tùy ý mà đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ lên cái micro trên đài phát biểu, nói, họp đi. Nói xong, ông ta quay về chỗ, ngồi xuống. Một người trong đoàn đại biểu của luân hồi thần giáo đứng lên, mở miệng nói, trước khi buổi hội nghị chính thức được bắt đầu, tôi hy vọng cho thêm người tham gia dự thính là đại biểu các đại giáo hội trong giới, tôi cảm thấy bọn họ có tư cách chứng kiến buổi hội nghị này. Đối với lời thỉnh cầu này,
phía đoàn đại biểu của Trật tự Thần giáo cũng không biểu hiện ra vẻ bất ngờ nào. Rốt cuộc thì bên phía của Trật tự Thần giáo, thế lực nào bước lên đảo và vào khách sạn, Trật tự Thần giáo làm sao có thể không biết. Lập tức, một vị chủ giáo của Trật tự Thần giáo đứng lên nói, bên ta đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 913, cười to, 4. Một cánh cửa bên hông của phòng hội nghị được mở ra, một đám người mặc thần bào của từng thế lực giáo hội bước vào, trên cơ bản đều là cấp bậc chủ giáo, Hắc Dạ Thần giáo, Thâm Uyên Thần giáo, Nguyên Lý Thần giáo, Lôi Thần giáo, Phong Nữ Thần giáo, Nguyệt Thần giáo và một đám đại biểu của những giáo hội chính thống khác nhao nhao xuất hiện. Vị trí của bọn họ đã được sắp xếp xong xuôi từ sớm, gần với khu vực đàm phán trung tâm nhất. Hiển nhiên, Luân Hồi Thần giáo hy vọng dùng phương thức này để tăng thêm một ít vốn để đánh bạc ở trên bàn đàm phán này. Rốt cuộc, dưới áp lực của giới giáo hội, Trật tự Thần giáo cũng không thể làm quá khó coi. Karen thì phát hiện, vị nữ đại biểu của Nguyệt Thần giáo thì thân mật mà lôi kéo Ophelia cùng nói chuyện, hai người trước đó có lẽ cũng quen biết nhau. Có điều, Karen cũng rõ ràng, hai bên chỉ thân thiết ở bên ngoài, tình huống thật sự chắc chắn không phải như vậy. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của đảo Ám Nguyệt, Nguyệt Thần giáo là giáo hội chính thống có ý đồ chiếm đoạt đảo Ám Nguyệt đã rất rõ ràng. Bọn họ hy vọng thông qua đàm phán để hoàn thành ý đồ của mình, sửa chữa nội dung của thần thoại tự thuật, tiến hành liên kết Ám Nguyệt và Nữ Thần Mặt Trăng, từ đó hình thành sự trói buộc trên pháp lý giữa hai bên. Ví như, Nữ Thần Mặt Trăng thích vương miện Ám Nguyệt nhất. Sau khi câu này được thêm vào thần thoại tự thuật, cũng có nghĩa là Ám Nguyệt trở thành thần chi nhánh bên dưới Nữ Thần Mặt Trăng. Nhưng rất hiển nhiên, đảo Ám Nguyệt cũng không tiếp nhận lời đề nghị này, nếu không thì cũng sẽ không có sự hợp tác giữa Trật tự Thần giáo và đảo Ám Nguyệt. Đối mặt với sự ức hiếp chiếm đoạt của một giáo hội chính thống, phương pháp để hóa giải cục diện duy nhất trong tình huống này đó là tìm kiếm một giáo hội chính thống khác hùng mạnh hơn để làm chỗ dựa. Có sự che chở của Trật tự, Nguyệt Thần giáo hiển nhiên không còn dám tiến hành kế hoạch chiếm đoạt của mình. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến sự thân cận bên ngoài của hai bên, rốt cuộc thì thứ mà hai bên tín ngưỡng cũng gần giống nhau. Đại biểu của Nguyên Lý Thần giáo thì chủ động chào hỏi với các chủ giáo của Trật tự Thần giáo trên bàn đàm phán. Mấy vị chủ giáo của Trật tự Thần giáo bên này thậm chí chủ động rời ghế chào đón bọn họ. Quan hệ giữa Nguyên Lý Thần giáo và Trật tự Thần giáo vẫn luôn rất tốt. Trên thực tế, trong kỷ nguyên này, Nguyên Lý Thần giáo vẫn không giỏi trong việc chiến đấu có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trên một mức độ rất lớn là hưởng nhờ ánh sáng của Trật tự, quan hệ giao lưu giữa hai thần giáo vẫn luôn rất thân thiết. Ví như bạn tốt của ông nội Dis là ông Hoven, quan hệ giữa hai người tốt đến nỗi có thể cùng nhau cử hành nghi thức đón. Thần siêu quy cách, sau khi chết đi còn được thức tỉnh để trợ giúp việc phong ấn tà thần. Dựa theo truyền thống, mỗi một vị thần quan có danh tiếng, bản thân họ đều sẽ có một người bạn rất tốt thuộc Nguyên Lý Thần giáo, đây gần như là một sự phối hợp cố định. Mà lại, giữa hai thần giáo còn thường tổ chức hoạt động hữu nghị, không phải là quan hệ hữu nghị tình cảm yêu đương kia, mà là làm cộng tác. Một bên cần tìm kẻ học giỏi, một bên cần tìm kẻ biết đánh nhau, theo như nhu cầu, vô cùng xứng đôi. Có người biểu hiện sự thân mật với đảo Ám Nguyệt, cũng có người thân cận với Trật tự Thần giáo. Nhưng chưa từng thấy vị đại biểu nào đi chủ động thể hiện sự thân cận với Luân Hồi Thần giáo, đây cũng không phải có nghĩa rằng quan hệ của Luân Hồi Thần giáo trong giới giáo hội rất tệ. Mà là bởi vì từng vị sứ giả đến đây đều là đại biểu cho giáo hội của mình đến tham gia dự thính. Nếu có những hành động dư thừa sẽ rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng giáo hội của mình chọn phe. Cho dù bây giờ có muốn chọn phe để đứng thì cũng sẽ không chủ động chọn phe thua cuộc để đứng. Điều này cũng tương đương với việc đứng đánh võ đài với Trật tự Thần giáo. Ngồi ở bên cạnh, mọi người cùng nhau cho Trật tự một chút áp lực là được rồi, cũng không ai nguyện ý làm kẻ mở đầu kia. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, rốt cục hội nghị cũng bắt đầu. Bên đầu tiên phát biểu chính là Luân Hồi Thần giáo, vị thần quan lúc trước đứng lên phát biểu lời chào mừng lúc nãy lại đứng lên. Mở miệng nói, Luân Hồi Thần giáo chúng tôi đã giao văn thư ngừng chiến vào 12 ngày trước cho các vị. Đây là thành ý mong muốn hòa bình của Luân Hồi Thần giáo chúng tôi, nhưng bây giờ, kỵ sĩ đoàn của Quý Phương vẫn trú đóng ở trong nhiều thánh địa của chúng tôi như cũ. Vì biểu đạt thành ý hòa bình và sự tôn trọng với lần đàm phán này,
tôi đề nghị quý phương trước hết hãy rút quân vô điều kiện khỏi các thánh địa của chúng tôi. Chủ giáo Waffron mở miệng nói, nếu không thì sao? Vị thần quan kia nhìn về phía chủ giáo Waffron, đáp lời, nếu không, luân hồi thần giáo chúng tôi sẽ cho rằng quý phương không có thành ý với lần đàm phán này. Luân hồi thần giáo chúng tôi sẽ dùng hết phương pháp để phản công. Trong chốc lát, toàn hội trường bỗng yên tĩnh, cho đến khi, ha ha, Hồng Y giáo chủ Chris ngồi ở giữa bàn đàm phán nhất phát ra tiếng cười. Ha ha ha. Các vị chủ giáo đại biểu ở trên bàn đàm phán cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Cuối cùng, tất cả nhóm thần quan của trật tự thần giáo ngồi phía sau bọn họ cũng cùng phát ra tiếng cười tập thể. Ha ha, ha ha. Chương 914, Đội trưởng Điên Cuồng, 1. Các đại biểu đàm phán đã tiến vào phòng hội nghị, có nghĩa rằng mọi người ở phía ngoài có thể bắt đầu nghỉ ngơi. Nhân viên đi cùng của Luân hồi thần giáo bắt đầu trở về khách sạn, bọn họ vẫn đội ngũ chỉnh tề như cũ, có lẽ vào bây giờ chỉ có thể dùng cách này để tạo nên thái độ không bị khinh thường. Nhưng bọn họ càng làm như vậy, nhân viên của phía trật tự thần giáo càng cố ý biểu hiện không quan tâm. Mất đi tôn nghiêm ở trên chiến trường, cũng không có khả năng giành lại nó trên các phương diện khác. Sự tôn trọng dành cho kẻ bại trận, đó là xây dựng trên cơ sở đối thủ đáng để được tôn trọng. Đối với tình trạng văn bản đầu hàng được gửi đến còn sớm hơn thần chỉ tuyên chiến của đối thủ được tuyên bố, thật khó để tôn trọng. Trong thời gian này, còn có vài lần khiêu khích phát sinh, bên trật tự thần giáo bên này cố ý châm biếm bên phía luân hồi thần giáo bằng động tác và ngôn ngữ, nhưng đối phương cũng không đáp lại. Bởi vì người bên phía luân hồi cũng rõ ràng, kết quả của sự đáp trả đó là xung đột sẽ phát sinh, hậu quả của xung đột là một bên sẽ bị đánh. Bên mình còn chưa xử lý xong kết quả ở trên chiến trường, mấy vị lãnh đạo ở phía trên làm sao có thể để ý đến mấy vụ ẩu đả nhỏ nhặt ở ngoài hội trường này. Neo phủi tay đối với đội viên của mình, nói, được rồi, bây giờ mọi người giải tán, nhớ kỹ phải tập hợp ở đây trước lúc trời chạng vạng tối, không cho phép bất cứ ai đến trễ. Vâng, đội trưởng. Vâng, đội trưởng. Sau khi giải tán đội ngũ, Neo đi tới cổng khách sạn gọi một chiếc xe ngựa, đợi đến sau khi tới nơi. Neo xuống xe ngựa, bóng người biến mất một hồi, lúc trở ra, trên người đã đổi thành trang phục trên đảo Ám Nguyệt. Quần áo là lấy từ trong nhà của một người dân, Neo để lại một đồng tiền vàng. Sau đó, Neo đứng yên tại chỗ một hồi, bóng người lại biến mất. Neo vừa mới quay trở lại căn nhà kia, đổi một đồng tiền vàng kia thành 3 đồng tiền bạc. Sau đó, Neo bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu ở trên đường. Những dấu hiệu này cơ bản đều hiện ra bằng cách sử dụng vật trang trí và những bức tranh tường nhỏ, mà tất cả đều dung nhập vào trong văn hóa bản địa của đảo Ám Nguyệt, sẽ không tạo ra sự khác biệt quá đột ngột. Neo rõ ràng, ông ta ở trong linh hồn của mình, năm đó muốn mang nhóm những tín đồ đi theo mình đến đảo Ám Nguyệt để sinh sống và phát triển. Vì thế, ông ta cố ý tiến hành việc dung hợp ánh sáng vào trong văn hóa của cư dân bản xứ trên đảo Ám Nguyệt. Đây chính là thành ý lớn nhất. Tìm đến cái dấu hiệu thứ nhất, Neo bắt đầu dựa theo nhắc nhở tiến hành bước kế tiếp. Toàn bộ quá trình có chút phức tạp, hơn nữa còn cần tiếp xúc với người khác. Ví như, Neo đi tới một chỗ bày bán thuốc lá, mua 18 điếu thuốc lá. Thuốc lá là có thể theo bán theo từng điếu, bởi vì mua trực tiếp nguyên một gói phải trả một số tiền khá lớn. Không chỉ là ở đảo Ám Nguyệt, dù là ở khu dân nghèo của Win, thuốc lá bán lẻ từng điếu cũng rất phổ biến. Nhưng một gói thuốc cũng chỉ có 20 điếu, mua 18 điếu hay là mua một gói cũng không hề khác nhau gì mấy, nếu tính theo giá tiền thì trái lại mua cả gói thì có lời hơn. Chủ quán đưa cho Neo một cái túi, bên trong có chứa thuốc lá, sau đó nói với Neo một câu chúc phúc, Ám Nguyệt trên cao, chúc ngài may mắn hạnh phúc. Ở phía trên sao, Neo đi lên cầu thang ở phía sau cửa hàng, đi lên một khoảng sân mái, ở đây có một quán cơm. Đồ ăn mà quán cơm bán hôm nay được chủ quán viết lên trên bảng đen đặt ở bên ngoài, còn vẽ thêm hình ảnh minh họa. Thật ra, bất kể là chủ quán thuốc lá hay là chủ quán cơm, đều cũng không biết đây rốt cuộc là loại ký hiệu hay ám chỉ gì. Bọn họ cũng chỉ là nghe theo lời dặn dò để làm việc, đương nhiên, mỗi tháng đều sẽ thu thêm tiền công. Có lẽ bọn họ cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng một khi đã quen, chính bọn họ cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám đi mật báo. Xem hết menu được viết ra ở trên bảng đen, Neo quay người bước xuống dưới, đi qua hai con đường, bước vào cửa của một quán người cá nhỏ. Cửa hàng này, kinh doanh nhỏ,
hoàn toàn không thể so sánh cùng với nhà hát người cá lúc trước Karen từng đến. Sau khi bước vào có thể phát hiện bên trong chỉ có để từng cái vạc nước, trong từng chum nước có người cá nam nữ ở bên trong. Chọn chúng người cá nào thì có thể trực tiếp đưa tiền, sau đó đi vào căn phòng nhỏ bên trong để giải quyết. Những nơi như nhà hát người cá là nơi để những kẻ có tiền hưởng thụ, bởi dù sao thì tiền vé vào cửa rất đắt. Mà loại cửa hàng làm ăn nhỏ như thế này thì là con đường quan trọng để cư dân bản xứ tiếp xúc và học tập về văn hóa người cá. Chủ của cửa hàng này là một người phụ nữ, trên mặt có một vết sẹo trông rất dữ tợn, lúc Neo bước đến thì bà ta đang ngồi ở đằng sau quầy thu ngân cắt móng chân. Neo bước đến trước mặt, bà chủ ngẩng đầu nhìn Neo một chút, đang chuẩn bị nói ra giá cả, Neo lại mở miệng trước nói một chút, có người cá lên bờ từ nửa năm trước không? Bà chủ để cái kìm cắt móng trong tay xuống, đáp lời nói, đó thì cũng gần thành cá khô rồi. Vậy, thì rất tốt, có thể tiết kiệm muối. Bà chủ đứng dậy, đi rửa tay trước, sau đó ra hiệu Neo đi theo bà ta cùng vào trong căn phòng nhỏ. Ngươi nên mang theo mặt nạ mà đến, lần đầu tiên tới đây. Neo ăn ngay nói thật, đến từ bên ngoài. Bà chủ hỏi, vậy thì trước hết phải làm kiểm tra. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 915, Đội trưởng Điên Cuồng, 2. Đảo Ám Nguyệt bây giờ ngoại trừ nơi truyền giáo của trật tự thần giáo, cũng không cho phép có tổ chức giáo hội nào khác bên ngoài tồn tại. Nhưng sự phồn vinh của đảo Ám Nguyệt không thể tách rời khỏi buôn bán mậu dịch ở trên biển, mà khu mậu dịch trên biển nếu càng phát đạt thì thành phần chủng tộc càng pha tạp. Năm đó mặc dù Bernard lừa giết một đám thần quan ánh sáng kia, nhưng tư tưởng của bọn họ đã sớm được truyền lại và tiếp tục lưu giữ. Cho dù chính quyền ở nơi đây vẫn luôn giữ vững chính sách nghiêm cấm, bọn họ vẫn ngoan cường mà bí mật tồn tại. Sau mấy trăm năm phát triển, sự tồn tại này còn khuếch tán ra bên ngoài đảo Ám Nguyệt, ở trên những hòn đảo nhỏ lân cận, quả thật có không ít cư dân thờ phụng Luân Hồi Thần Giáo. Bởi vì Luân Hồi có một khu thánh địa nằm ngay tại vùng biển này, nhưng hầu như trên mỗi hòn đảo đều có tín đồ bí mật thờ phụng ánh sáng. Bao gồm cả sự giao thương trên biển, thủy thủ, thậm chí là một số cướp biển, trong số đó cũng có tín đồ của ánh sáng thần giáo. Rất nhiều giáo hội chính thống khác cũng không muốn chọc giận đảo Ám Nguyệt, cho nên cũng không tiến hành truyền giáo một cách công khai. Còn về phần âm thầm truyền giáo thì chi phí rất cao, trả giá rất lớn nhưng hiệu quả nhận lại được thì rất thấp, cho nên cũng không hứng thú lắm, cơ bản thì tín đồ đều theo hình thức tự phát. Nhưng tàn dư ánh sáng thì khác biệt, bọn họ đã bắt đầu cuộc sống trong bóng tối từ 100 năm trước. Mặc dù bọn họ tín ngưỡng là ánh sáng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể sống nhờ ở trong bóng tối. Nếu như không phải tín ngưỡng chủ thể của hòn đảo này là Ám Nguyệt, có lẽ hòn đảo này đã bị ánh sáng bao phủ từ lâu. Nhưng mặc dù như thế, hòn đảo này cũng đã trở thành một căn cứ truyền giáo của ánh sáng. Trong đầu của Neo không khỏi lại hiện ra hình ảnh của cái hố chôn hơn 1.000 người thần quan ánh sáng ở trên đảo rắn kia. Hơn 100 năm trước bọn họ để lại mồi lửa, cũng không dập tắt, vẫn tiếp tục lưu truyền lại như cũ. Vậy đây chính là ý nghĩa của ánh sáng. Bóng tối mới là mảnh đất tốt nhất để ánh sáng phát triển. T. Ta đang suy nghĩ về cái thứ gì vậy? Neo đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Ngươi bị gì vậy? Ông chủ hỏi. Hơi đau đầu một chút. Cần ta lấy thuốc cho không? Không cần, bệnh cũ mà thôi. Được rồi, người nào đã tiến cử ngươi vậy? Chết rồi, hắn đã dạy ngươi cách nhận biết dấu hiệu à? Đúng thế, có tin tức gì khác có thể nói ra không? Không có. Vậy bây giờ cần làm một bài kiểm tra, xin ngươi đừng để ý. Bà chủ lấy ra một quả cầu thủy tinh to cỡ lòng bàn tay, đặt ở trước mặt của Neo. Neo đưa tay bắt lấy quả cầu thủy tinh, giải phóng năng lượng ánh sáng vào trong nó. Quả cầu thủy tinh bắt đầu phát sáng, ánh sáng của nó rất nhu hòa và thuần túy. Bà chủ hơi kinh ngạc, nghiêm túc nhìn thoáng qua Neo, sau đó xoay người lấy một cái mặt nạ rồi đưa cho Neo. Xin hãy đeo cái này lên. Được, Neo đeo cái mặt nạ này lên trên mặt. Mặt nạ là kiểu mặt của một con rắn, rất khó coi. Sau 2 giờ nữa, đi về quán cà phê ở cuối phố, khẩu lệnh là trời nóng. Được rồi, ta đã biết. Neo quay người, đi ra khỏi cửa hàng người cá nhỏ này. Neo rất dễ dàng hòa lẫn vào, không chỉ là bởi vì quen thuộc với những ký hiệu này,
Nguyên nhân căn bản là ở chỗ hắn ta thật sự là một tên tàn dư ánh sáng, cấp bậc lại rất cao. Bertha là thần sứ nhưng khi nhìn thấy hắn cũng phải gọi bằng trưởng lão. Không có thứ gì có thể chứng minh thân phận của hắn ta rõ ràng hơn thứ ánh sáng này. Điều này khiến bản thân Neo có đôi khi đều sẽ cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng trong lòng chỉ có trật tự, nhưng vận mệnh lại để mình biến thành ánh sáng. Lúc trước, hắn còn cảm thấy mình có chút cô độc, mãi cho đến khi hắn phát hiện ra Karen. Mặc dù Karen có chút không giống mình, ánh sáng của cậu ta có lẽ là nhận được lúc sau này, nhưng lại không biết dùng phương pháp gì để hai thứ cùng tồn tại một cách hài hòa, còn mình chỉ thuần túy là ánh sáng mà thôi, nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa. Dù chỉ một điểm tương tự như vậy mà thôi thì đã định sẵn từ trước rằng giữa hai người bọn họ ngoại trừ quan hệ đội viên và đội trưởng thì còn có một sự tín nhiệm khác. Neo tháo mặt nạ xuống, đi đến một quán cơm ở bên cạnh, chọn vài món thức ăn, không gọi hải sản. Bởi vì Neo mặc quần áo của cư dân bản địa, mà người địa phương thì sẽ không gọi món hải sản ở trong quán cơm. Vừa ăn vừa nhìn người đi đường ở ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua một cách rất nhanh. Neo đứng dậy tính tiền, ra khỏi tiệm cơm rồi đi về hướng cuối phố. Quán cà phê cũng không lớn, cũng không mấy đông khách, thỉnh thoảng có người đeo mặt nạ hoặc là khăn che mặt bước vào, Neo cũng đeo cái mặt nạ đầu rắn kia lên. Hắn thật sự cảm thấy cái mặt nạ này quá xấu, nhưng bây giờ lại không thể đặt làm một cái khác. Đi vào quán cà phê, nhân viên phục vụ bước tới, quan sát đến mặt nạ trên mặt mỗi người, sau khi xác nhận xong lại dẫn người đi về phía sau. Phía sau của quán cà phê có một cái tầng hầm, đi xuống dưới là một không gian khá lớn dưới mặt đất, khuyết điểm chỉ là hơi dài một chút, không phải hình vuông, đây cũng là vì nhu cầu giữ bí mật. Neo tìm một chỗ rồi ngồi xuống, phía trước có một cái bàn nhỏ, phía trên có thêm một cái ghế. Xem ra, nơi này rõ ràng là nơi tụ họp bí mật của tàn dư ánh sáng, nếu không biết thì còn tưởng rằng đây là một cái sân khấu talk show nhỏ. Lúc này, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Neo. Hai người giống như đều có cảm ứng, liếc nhau một cái. Lần trước Neo có cảm ứng giống như vậy, vẫn là lúc trông thấy Karen đeo mặt nạ. Có điều Neo cũng rõ ràng, Karen lúc này còn ngồi dự thính buổi đàm phán ở hội trường, không có khả năng xuất hiện ở đây. Tay của tên này cũng rất trắng, điểm này trái lại cũng giống với Karen. Neo cảm thấy khó mà gặp được một người khiến mình có cảm ứng, phải chủ động nói cái gì đó, cho nên Neo chủ động chào hỏi, ăn cơm rồi chưa? Có vài phương thức chào hỏi, không phân biệt thời đại, thông dụng trong bất kỳ bối cảnh, suy cho cùng thì ăn cơm là việc ai cũng cần làm hàng ngày. Chương 916, đội trưởng điên cuồng, A. Ăn rồi, còn ngươi thì sao? Đối phương cũng trả lời lại. Ta ăn rồi, ngay ở quán hải sản trên con đường này, nhưng ta cũng không gọi hải sản. Đúng vậy, không thể ăn hải sản ở nơi này, có thể đến chợ mua về, tự mình làm, ta không thích nêm nếm hương vị quá đậm, bởi vì nó sẽ che lấp mới hương vị ban đầu của hải sản. Một người bạn của ta cũng có khẩu vị giống như vậy, cậu ta nói đồ ăn phải ăn với hương vị ban đầu của nó, đây mới là quà tặng tốt nhất mà thiên nhiên dành cho chúng ta. Người bạn kia của ngươi là tín đồ của Berry giáo. Ha ha, không phải, cậu ta chỉ thích dùng tự nhiên thay thế để chỉ một vài thứ, cậu ta cũng là tín đồ ánh sáng, mỗi ngày đều sẽ nguyền rủa thần trật tự. Ta hiểu rồi, người bạn đó của ngươi cũng ở trên đảo sao? Có, không đến cùng à, giữa ta và cậu ta có một người đến là được. Các người đến hòn đảo này được bao lâu rồi? Vừa tới, đi theo thuyền thương buôn tới. Vậy thì các người tốt nhất phải cẩn thận một chút, gần đây chính quyền của đảo Ám Nguyệt đang lùng bắt chúng ta, có điều hiệu quả cũng không tốt lắm, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Là do nguyên nhân gì? Hình như có người đột nhập vào khu biệt thự của tướng quân Taffman với mưu đồ ám sát, kết quả thất bại, bị tướng quân Taffman trả thù. Tên đó sao lại làm như vậy? Đúng vậy, phong cách làm việc của tên đó khiến tất cả chúng ta bị liên lụy. Đúng vậy, hắn thật đáng chết. Neo mắng chính mình. Cũng không thể nói như vậy, ta tin tưởng rằng xuất phát điểm của hắn ta cũng không xấu. Ngươi biết lần gặp mặt này là về chủ đề gì sao? Neo hỏi. Nghe nói là có quan hệ với việc xảy ra gần đây ở trên đảo, bây giờ hẳn là họp về chuyện đàm phán của trật tự thần giáo luân hồi thần giáo. Đúng vậy, ta biết cái này sự kiện, chẳng lẽ nói muốn triệu tập chúng ta,
kiếm chuyện để phá hư cuộc đàm phán giữa hai thần giáo lớn này. Ta cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác không phải là mục đích này, bởi vì chiến tranh đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn có thể tạo ra với cuộc đàm phán này. Không có khả năng bởi vì chúng ta làm được gì mà thay đổi ranh giới và bố cục cuối cùng của hai thần giáo lớn này. Vậy mục đích của lần hội nghị này là... Nhìn kia, người chủ trì tới rồi, ông Sebastian, ông ta là tổ trưởng ở trên đảo Ám Nguyệt. Một người vóc dáng thấp bé, xem ra là một ông lão dáng người nhỏ bé bước lên đài, trên mặt đeo mặt nạ đầu dê, mặt nạ quá lớn, dáng người quá nhỏ, nhìn rất không phù hợp. Lúc này, phía dưới đã có khoảng 7-80 người đang ngồi, tất cả mọi người không nói gì thêm nữa, nhìn về phía trên đài nhỏ. Mọi người, thời gian của chúng ta có hạn, cho nên ta sẽ cố gắng để cho hội nghị được tiến hành nhanh một chút. Mọi người đều biết, đảo Ám Nguyệt đang chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị đàm phán giữa trật tự thần giáo và luân hồi thần giáo. Đây là một hoạt động long trọng nhất trong mấy chục năm qua được tổ chức trên đảo Ám Nguyệt, càng long trọng hơn cả luân hồi khánh điển bái tế Ám Nguyệt 100 tuổi. Năm đó Ám Nguyệt từng chứa chấp tín đồ của ánh sáng, bọn họ khát vọng thông qua loại phương thức này để bước vào trong thế giới giáo hội, khuếch tán sự ảnh hưởng của mình. Đây cũng là tâm nguyện của tên phản bội Bernard trước kia. Đảo rắn kia vẫn luôn là một bí mật, người của đảo Ám Nguyệt thật ra cũng không biết gì về việc này. Nhưng tín đồ của ánh sáng, thông qua truyền miệng nhiều đời, xem như là những người trong cuộc, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng chân tướng, dù sao thì cũng đặt mông ngồi ở nơi này. Mặc dù Phileas và đoàn thể hơn 1.000 tín đồ ánh sáng đều mất tích trong một đêm, nhưng dựa vào mệnh lệnh thanh tẩy tín đồ ánh sáng, ở các nơi truyền giáo trên đảo Ám Nguyệt của Bernard đã gần như nói rõ lên một điều. Phản bội, phản bội, phản bội. Ánh sáng phục hưng lại một lần nữa bị phản bội. Ông Sebastian tiếp tục nói, cho nên bây giờ phần lớn lực lượng ở trên đảo Ám Nguyệt đều được điều đến khách sạn Bernard để bảo vệ. Tộc Ám Nguyệt cũng không dám để cho người của hai giáo hội chính thống gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Bọn chúng liếm đầu ngón chân của mấy thần giáo kia rất ân cần ấy. Trải qua sự thẩm tra, lực lượng hộ vệ trong đầm nước ở cổ trạch bởi vì hội nghị lần này đã được điều đi một nửa. Cũng không biết ngày hôm trước vị nào đã đột nhập vào khu biệt thự của tướng quân Taffman mà ám sát thất bại. À, có lẽ người kia cũng đang ngồi ở phía dưới. Neo lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh mình. Người đàn ông đáp lời, nói, không phải ta. Neo trả lời, ta không tin. Bởi vì lần ám sát đó, dẫn đến đảo Ám Nguyệt không thể không tiếp tục phái võ sĩ tiến hành vây bắt, bốn cái tiểu đội canh giữ đầm nước ở cổ trạch lại bị điều đi. Bây giờ cũng chỉ còn lại bốn tiểu đội ở lại tiếp tục trông giữ đầm nước. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta trong suốt 100 năm qua. Chúng ta đều biết, hơn 100 năm trước, người dẫn đường của chúng ta là ngài Phileas đã dẫn theo một đoàn tín đồ ánh sáng ngồi trên rùa biển Dorans để đến được đảo Ám Nguyệt. Về sau, Dorans cho là người dẫn đường của chúng ta sẽ ở cắm rễ mà phát triển ở đảo Ám Nguyệt, tạm thời không cần đến nó. Cho nên bản thân nó chọn việc ngủ say, bị ngài Phileas dẫn đường đến phong ấn trong đầm nước ở cổ trạch. Đó là một con thần thú hộ pháp của ánh sáng, thân thể của nó, cao lớn như một ngón núi, trong miệng của nó phun ra dung nham kinh khủng, nó đã được ngài Phileas cảm hóa, thần phục với ánh sáng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà sau khi Bernard phản bội chúng ta, hắn và hậu duệ của hắn cũng không dám buông lỏng việc trông chừng cổ trạch. Trước mắt, đây chính là cơ hội của chúng ta, thừa dịp lúc lực lượng của đảo Ám Nguyệt không đủ. Chúng ta chuẩn bị một đội quân để tập kích đầm nước cổ trạch, đánh thức vị thần thú Dorans đã ngủ say suốt 100 năm này. Mục tiêu của chúng ta là để ngài Dorans ra tay trừng phạt hậu duệ của kẻ đã phản bội chúng ta. Đương nhiên, sau khi trừng phạt hậu duệ của kẻ phản bội, chúng ta hy vọng ngài Dorans có thể trở về biển cả, để nó bảo vệ nơi truyền giáo của chúng ta trên hòn đảo này, dấy lên ngọn lửa phục hưng của thần giáo chúng ta một lần nữa. Ca ngợi ánh sáng, ca ngợi ánh sáng, ca ngợi ánh sáng, Dorans. Trong đầu Neo tự như có một cảm giác xúc động, cùng với cảm giác này, Neo nghĩ đến vài thứ gì đó. Bây giờ, để ta đến đưa ra kế hoạch cụ thể, chúng ta cần người tình nguyện, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào người tình nguyện, không tình nguyện tham gia, sau đó có thể rời đi, nhưng xin hãy giữ bí mật. Tình nguyện gia nhập, hãy đến báo danh cho trợ thủ của ta. Tin tưởng ta, nếu như tất cả mọi việc thuận lợi, chỉ trong 2 ngày, các vị sẽ nghe được âm thanh phẫn nộ gào thét của ngài Dorans từ đầm nước ở cổ trạch,
nó sẽ khiến toàn bộ đảo Ám Nguyệt phải chấn động. Người đàn ông trung niên bên cạnh Neo đứng dậy, muốn đi báo danh. Ngay sau đó, Neo cũng đứng người lên, hắn cũng không phải đi lên báo danh, mà là trực tiếp xoay người lên trên đài. Ngươi đang muốn làm gì? Sebastian rất kinh ngạc khi đối mặt với Neo bỗng dưng kích động mà bước lên đài. Neo thì hô lên, bọn ngớ ngẩn như các người, dù là các người thành công đánh vào đầm nước trong cổ trạch cũng không có cách nào thức tỉnh được Dorans. Muốn thức tỉnh Dorans thì cần phải thổi ốc biển khế ước, cái ốc biển kia bây giờ đang ở trong mồ của Bernard, là vật được chôn cùng với hắn. Chỉ cần lấy được cái ốc biển đó, trong khoảng cách 30 km mà thổi lên, Dorans sẽ cảm ứng được lời kêu gọi mà thức tỉnh. Ngay sau đó, Neo giơ hai tay lên cao, hô, nơi mà chúng ta muốn tiến đánh chính là mộ của Bernard. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 917, Người bạn tốt nhất, 1. Ở trong hội trường, có một nửa khu vực đều đang cười. Vốn là một việc đã rất buồn cười, lại thêm ngài Hồng Y giáo chủ dẫn đầu cười lên, đám đại chủ giáo của các đại khu cũng cười phụ họa theo. Đám thần quan của trật tự ngồi ở mấy hàng ghế bên dưới cũng vì vậy mà không còn rào cản nào mà ồn ào theo. Karen đang cười, Leon đang cười, Memphis ngồi ở bên cạnh trông thấy Karen đang cười, cũng gượng cơ mặt lên mà cố cười theo. Lúc này, người phục vụ vừa lúc đẩy xe đồ ăn vặt đi ngang qua. Leon đưa tay cầm lấy một túi hạt hướng dương đã xào sẵn từ trên xe xuống đặt lên bàn trà. Karen đưa tay nắm một vốc, Memphis cũng bốc theo. Ba người cùng ngồi nhai hạt hướng dương, tiếp tục thưởng thức buổi đàm phán. Cuối cùng thì tiếng cười dần dần ngừng. Trong lúc đó, bên phía của Luân Hồi Thần Giáo cũng không đưa ra sự kháng nghị nào. Đàm phán vốn là hình thức giao giá trên trời sau đó trả giá, mọi người tự đưa ra nhu cầu của riêng mình, sau đó trước ranh giới cuối cùng của bản thân, trả giá. Một cách xích sao, ở một điểm này, phương thức đàm phán giữa thần và mấy bà thím bán hàng ngoài chợ cũng không có gì khác biệt. Bên phía đối diện đã cười xong, người phát ngôn viên nam lúc nãy của phía Luân Hồi Thần Giáo tiếp tục mở miệng nói. Tôi cảm thấy đây là cơ sở tin tưởng lẫn nhau của hai bên, cũng là một sự tôn trọng cơ bản dành cho hòa bình. Lúc này, ông nội của Leon là chủ giáo Waffron đứng dậy mở miệng nói xong chưa? Đây là yêu cầu đầu tiên trong điều khoản đàm phán, phía chúng tôi cho rằng chỉ có thỏa mãn yêu cầu này trước tiên thì tiến trình đàm phán tiếp theo mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Được rồi, chủ giáo Waffron nhìn về phía Hồng Y giáo chủ Chris, Chris khẽ gật đầu. Karen ngồi ở phía sau thầm nghĩ, xem ra chủ giáo Waffron là phát ngôn viên bên phía trật tự thần giáo. Cảm giác rất thú vị, người đứng đầu trên danh nghĩa của thành phố York khi tham gia vào đại hội đàm phán ở cấp bậc này thì cũng chỉ có thể làm phát ngôn viên. Chủ giáo Waffron hắng giọng một cái, lúc này tất cả các đại biểu đàm phán ngồi ở khu vực trung ương trật tự thần giáo đều nhao nhao bắt đầu chỉnh trang lại thần bào của mình. Thư ký bên cạnh của mỗi người đều bước về phía trước, bắt đầu dọn dẹp tài liệu đặt ở trên bàn đàm phán. Một màn này, để người bên phía của Luân Hồi không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám sứ giả của các đại giáo hội bên cạnh vừa mới ra ngồi không được bao lâu cũng có chút tò mò mà nhìn về phía nơi này. Chủ giáo Waffron mở miệng nói, hiện tại ta tuyên bố đàm phán kết thúc, chiến tranh tiếp tục. Lời này nói ra, toàn bộ hội trường lập tức chìm vào yên tĩnh. Ai cũng không có dự tính trước được thái độ của phía bên trật tự thần giáo sẽ kiên cường và trực tiếp như vậy. Lúc này, đám thần quan trật tự ngồi ở hàng ghế sau cũng bắt đầu chỉnh trang lại thần bào của mình, nhao nhao đứng người lên, chuẩn bị tập thể rời phòng hội nghị. Thế cục đang nhanh chóng chạy đến biên giới của đổ vỡ. Người gác cổng Romia của Luân Hồi Thần Giáo vào lúc này mở miệng nó, quý phương chắc cũng rõ ràng rằng đây là đàm phán. Nói bóng gió, nếu như là đàm phán, vậy thì cái gì cũng đều có thể đàm luận, mọi người ngồi xuống, từ từ nói chuyện là được. Waffron mở miệng nói, quý phương chắc cũng rõ ràng ai mới là bên thua trận. Hồng Y giáo chủ Chris vào lúc này đứng người lên, âm thanh của ông ta cũng không lớn. Nhưng lúc đang nói chuyện lại có thể đảm bảo rằng mỗi một âm tiết đều có thể rơi vào lỗ tai của từng người đang ngồi ở nơi này. Trước đó vài ngày, quạ đen truyền tin của các đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn không được xuất chiến phát đến cho ta nhiều đến mức đủ để nhuộm đen cả căn phòng. Lần này thì tốt rồi,
kỵ sĩ đoàn tiền tuyến có thể thay quân để chỉnh đốn lại quân đội, đám kỵ sĩ đoàn tiếp theo sẽ phụ trách giai đoạn chiến tranh tiếp theo. Tên phát ngôn viên kia của Luân hồi thần giáo lập tức mở miệng nói, đây là ngài đang có ý khiêu khích, là khiêu khích chiến tranh, là đang chà đạp lên hòa bình, trật tự cũng không sợ sẽ khiến cho toàn giới giáo hội cùng chống lại sao. Chủ giáo Waffron mở miệng nói, chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh rằng là kẻ nào mưu toan phá vỡ không gian giam cầm để ra tay với kỵ sĩ đoàn của chúng ta. Nói xong, chủ giáo Waffron nhìn khắp bốn phía, nói, bên khiêu khích trước cũng không có tư cách để đem cái lá cờ hòa bình ra làm lý do. Ngay lập tức, tất cả các vị chủ giáo ngồi sau bàn đàm phán nhao nhao lui lại mấy bước, chờ đợi ngài Hồng Y chủ giáo rời khỏi trước, trình tự rời khỏi tự nhiên là dựa theo trình tự bước vào. Người ở trong phòng này đều rõ ràng, đây rất có thể là áp lực mà trật tự thần giáo đang áp đặt. Phương thức đàm phán của Luân hồi thần giáo cũng không có vấn đề gì, bọn họ cũng biết phe mình bại trận. Cũng rõ ràng mình sẽ từ bỏ lợi ích cho đối phương, nhưng bọn họ hy vọng cố hết sức giảm bớt thiệt hại và giữ lại thể diện. Trật tự thần giáo cũng không có hứng thú để chơi trò chơi trên phương diện này, là người thắng, bọn họ tự do hơn nhiều, thứ mà bọn họ muốn, chỉ có lợi ích, và càng nhiều lợi ích. Nhưng khiến cho Luân hồi thần giáo không thể làm được đó là bọn họ cũng không thể đánh cược hành động này của trật tự thần giáo có phải là một trong những thủ đoạn đàm phán hay là không. Dù cho người ta có nói rõ ràng cho mình biết ta đang dùng phương pháp này để bắt chẹt, nhưng mình cũng không dám thật sự để bọn họ rời đi. Một khi hai bên không có cách nào giảng hòa, trật tự thần giáo rất có thể sẽ vì mặt mũi của mình mà khai chiến một lần nữa. Mà Luân hồi thần giáo đã thảm bại ngay từ ngày đầu chiến tranh, không chỉ có tổn thất nhiều chỗ thánh địa, còn có rất nhiều lực lượng. Lực lượng còn sót lại chỉ có thể cố khả năng giữ vững phòng ngự Luân hồi cốc, căn bản cũng không còn năng lực để phản công. Quan trọng nhất chính là, Chris chuyên môn phụ trách việc đối ngoại chiến tranh của trật tự thần giáo. Để ông ta chịu trách nhiệm đoàn đại biểu đàm phán lần này, vốn đã có ý rất rõ ràng, nếu đàm phán không được, có thể trực tiếp tiếp tục khai chiến. Chương 918, Người bạn tốt nhất, 2. Người gác cổng Romia đứng người lên, cúi đầu về hướng Chris, ta hy vọng lắng nghe yêu cầu đến từ trật tự. 2. Chris phát ra một tiếng thở dài, tựa như cảm thấy rất thất vọng khi Luân hồi tỏ ý chịu thua. Tựa hồ, ông ta rất tình nguyện tiếp tục chiến tranh, cũng không muốn lại đi đối mặt với những đội trưởng kỵ sĩ đoàn kia gõ cửa hết lần này đến lần khác. Chris mở miệng nói, không có lần sau. Người gác cổng Romia nhẹ gật đầu, sẽ không có lần nữa. Chris ngồi trở lại, đám chủ giáo cũng đều ngồi xuống lại, tất cả thần quan trật tự đứng ngoài quan sát ngồi xuống lại trên ghế. Chủ giáo Waffron lấy ra một tờ danh sách, mở miệng nói, Luân hồi đáp ứng 18 yêu cầu của bên chúng ta. Wolfram bắt đầu đọc lên yêu cầu của bên trật tự, Karen ngồi nghe rất chân thành. Bên trong nội dung yêu cầu ngoại trừ một chút việc nhỏ không đáng kể và yếu tố vinh dự ra, chủ yếu chia làm 5 điểm chính. 1. Trật tự thần giáo giữ lại một chỗ thánh địa của Luân hồi thần giáo, mà vị trí của chỗ thánh địa này vừa đúng lúc ở vùng biển này của đảo Ám Nguyệt. 2. Luân hồi thần giáo bồi thường chiến tranh 200 triệu phiếu trật tự cho trật tự thần giáo. 100 triệu đầu tiên phải được thanh toán trong thời gian 10 ngày kể từ khi điều ước có hiệu lực, phần còn lại thanh toán lần lượt trong thời hạn 3 năm. 3. Mỗi 3 năm Luân hồi thần giáo đều phải phái ra 100 thần quan trẻ tuổi tiến vào trật tự thần giáo để học tập đào tạo sâu. Làm sâu sắc sự giao lưu lẫn nhau giữa hai giáo, người được do bên phía trật tự thần giáo tự mình quyết định lựa chọn, Luân hồi thần giáo không được can thiệp và ngăn cản. 4. Cách 10 năm mỗi lần vào ngày cánh cổng Luân hồi mở ra, trật tự thần giáo sẽ có tư cách cử 12 người vào trong cánh cổng Luân hồi để thí luyện. 5. Hai bên tự sửa chữa lại thần thoại tự thuật của riêng mình, thần Luân hồi từng tiến hành thần chiến dưới sự dẫn dắt bởi thần trật tự. Chủ yếu là 5 điều này, còn lại đều là yêu cầu về mặt ngoại giao và thể diện của thần giáo, không thuộc về điều khoản mang tính thực tế. 5 cái điều khoản này, điều thứ nhất nói đến thánh địa của Luân hồi thần giáo ở vùng biển này, cũng không phải là nơi mà trật tự thần giáo tấn công trong ngày đầu của cuộc chiến. Từ điểm này cũng có thể thấy được, trước khi chiến tranh xảy ra, trật tự thần giáo đã chuẩn bị sẵn nội dung đàm phán sau chiến tranh. Nếu có thể giành lấy nơi này thông qua việc đàm phán, cũng không cần phải tiến đánh nó trước. Có khu thánh địa kia, thì trật tự thần khuếch tán sự ảnh hưởng của mình đến vùng biển này, đồng thời gạt bỏ uy hiếp của đồng minh đảo Ám Nguyệt của mình, cũng có
thể tiếp tục để cho đảo Ám Nguyệt toàn tâm toàn ý bước theo dấu chân của trật tự thần giáo. Về phần những thánh địa khác đã thành công chiếm đóng, tất nhiên sẽ rút quân về để trả lại cho luân hồi thần giáo. Bởi vì tài nguyên và tích lũy trong các thánh địa đã bị công chiếm, cũng sớm đã bị chiếm đoạt, nhưng bởi vì đường xá quá mức xa xôi, cũng không có khả năng xa xỉ đến mức dùng trận pháp dịch chuyển để đưa về, cho nên phần lớn chiến lợi phẩm sẽ được vận chuyển theo đường hàng hải đến các phân bộ của trật tự thần giáo. Nên lấy cũng đã lấy, nên hủy cũng đã hủy, tiếp tục chiếm đóng, cũng không có giá trị quan trọng gì khác. Ngược lại còn muốn tiếp tục phòng ngừa sự tập kích từ tín đồ của luân hồi thần giáo theo phương thức tự sát, trước mắt thì loại tình huống này đã xuất hiện rất nhiều lần. Điều thứ hai là bồi thường chiến tranh, số lượng cũng không tính là quá đáng, với tích lũy của luân hồi thần giáo thì chắc chắn sẽ chống đỡ nổi. Điều thứ ba là tiến cử người trẻ tuổi tiến vào trật tự thần giáo để học tập đào tạo sâu, vốn là một phiên bản của trật tự thần giáo với Pamine giáo. Ở chỗ này xem như là một dương mưu, cả hai bên đều rõ ràng điều này có hàm ý như thế nào, nhưng bởi vì người được chọn là do phía của trật tự thần giáo quyết định, cho nên đều có thể lựa chọn những người trẻ tuổi ưu tú và có gia thế hiển hách, cho nên dám che giấu được hết sao. Điều thứ tư, cánh cổng luân hồi cứ mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần, thanh niên ưu tú đương thời có thể tiến vào trong đó tiến hành thí luyện, danh sách mỗi lần chỉ có 30 người. Trước đây luân hồi thần giáo cũng không phải là không có dùng vị trí người tham gia để đền đáp cho các thần giáo khác. Luân hồi cốc ở luân hồi thần giáo tương đương với trật tự thần điện của trật tự thần giáo. Không thể nói rằng tất cả những người từng tiến vào cánh cổng luân hồi sau này đều sẽ trở thành trưởng lão trong luân hồi cốc. Nhưng mỗi một trưởng lão trong luân hồi cốc khi còn trẻ đều đã tiến vào trong cánh cổng luân hồi hoàn thành thí luyện. Điều thứ năm về việc sửa chữa thần thoại tự thuật là sự thay đổi trên pháp lý. Karen một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của việc thần giáo phát triển đối với thần. Bởi vì nếu tín đồ của thần giáo mình có năng lực, như vậy thì thần hoàn toàn có thể trở thành đại ca của thần khác, thậm chí là cha. Nói theo một cách khác, nếu như tín đồ của ngươi thiếu năng lực, như vậy dù vị thần như ngươi vào thời kỳ trước có oai phong mạnh mẽ đến giường nào, sau này có lẽ đều phải quỳ xuống kêu đại ca hoặc cha đối với những vị thần bị ngươi đánh bại trước đây. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 919, Người bạn tốt nhất, A. 18 điều khoản yêu cầu đã đưa ra xong. Sau đó, Luân hồi thần giáo phái ra một tên phát ngôn viên khác, bắt đầu rất yên tĩnh mà căn cứ vào phần sườn của những yêu cầu do trật tự thần giáo cung cấp, tiến hành sửa chữa và châm trước lại. Tóm lại, quá trình đàm phán được tiến hành rất thuận lợi. Trước lúc trời chạng vạng tối khi hội nghị sắp kết thúc, đã xác định được bản thảo của hiệp ước. Điều thứ nhất nhường lại một khu thánh địa, luân hồi thần giáo chấp nhận, nhưng yêu cầu di rời tín đồ của luân hồi ra khỏi đó thì trật tự thần giáo không ngăn được. Điều thứ hai đó là khoản đền bù chiến tranh. Luân hồi thần giáo nguyện ý đưa thêm 50 triệu phiếu trật tự để đổi lấy việc giảm số lượng thần quan đến trật tự thần giáo học tập ở điều thứ ba từ con số 100 còn 50. Điều thứ tư, danh sách thí luyện của cánh cổng luân hồi mở ra mỗi 10 năm một lần. Hai bên thảo luận rất kịch liệt. Ý của luân hồi thần giáo là 12 vị trí mà trật tự thần giáo thật sự là quá nhiều. Trật tự thần giáo thì kiên trì, cái số 12 này là con số may mắn của mình. Cuối cùng đạt thành đồng thuận chung đó là lần tiếp theo vào ngày cánh cổng luân hồi được mở ra sẽ là 12 vị trí, từ đó về sau, mỗi năm giảm bớt một, cuối cùng đến 6 vị trí là thấp nhất. Điều thứ năm, luân hồi thần giáo đồng ý ghi thêm phần này vào trong thần thoại tự thuật, nhưng yêu cầu lại ghi thêm một câu, Trần Luân Hồi và Thần Trật Tự là hai người chiến hữu thân thiết. Tốt, hai vị chủ thần hầu như chẳng gặp nhau lần nào trong lịch sử, trải qua sự cố gắng không ngừng của tín đồ sau này, rốt cục lại trở thành chiến hữu thân thiết của nhau. Nếu nói cho đúng thì, tất cả yêu cầu mà Trật Tự Thần Giáo đưa ra, nghiêm ngặt và hà khắc, nhưng có điều là tất cả điều khoản đều nằm trong phạm vi mà Luân Hồi Thần Giáo có thể tiếp nhận được. Từ điều này cũng có thể nhìn ra rằng, Trật tự thần giáo thật sự muốn nhận được lợi ích thông qua việc đàm phán hậu chiến tranh, bọn họ cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Xuất phát từ chi phí ngoại giao và tiêu hao của chiến tranh, nếu tiếp tục đánh nữa, trật tự thần giáo chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nhưng vấn đề là, bản thân của luân hồi thần giáo cũng không còn vốn liếng để tiếp tục chiến tranh, nó không có khả năng dùng sự diệt vong của mình để đổi lấy sự tổn hại của trật tự thần giáo. Sự diệt vong
của luân hồi tất nhiên có thể kích thích cảm xúc cùng chung mối thù của toàn bộ giới giáo hội đối với trật tự thần giáo. Nhưng đây là được xây dựng trên cơ sở luân hồi thần giáo diệt vong, nhưng luân hồi cũng không tình nguyện để bản thân mình phải gánh vác cái sứ mệnh lịch sử này. Dành cả ngày để quan sát, giúp Karen thu hoạch được rất nhiều điều, đồng thời cũng có cảm xúc sâu sắc hơn. Một con đường đi, một thị trấn, một thành phố, nội bộ của một đất nước, giữa người và người có lẽ có thể dùng pháp luật và đạo đức để ràng buộc và phán xét. Nhưng lên cao đến quan hệ giữa các giáo hội, nếu lại tiếp tục dùng khuôn mẫu giữa người và người để sử dụng chung, gượng ép mà nêu lên cái gì mà sự chính nghĩa và hòa bình, vậy thật sự không phải ngu dốt thì cũng bị điên. Bởi vì trong thế giới giáo hội, không có một thế lực hùng mạnh tuyệt đối đưa ra sự ràng buộc và phán xét tối cao. Chỉ có bản thân hùng mạnh mới là nền tảng cơ bản. Đi ra khỏi phòng hội nghị, Karen và Memphis đứng vào trong hàng, Warren cùng với Leon và Laure ngồi lên xe ngựa, cả đội bắt đầu quay trở về khu sân nhỏ của mình. Sau khi trở về, mọi người cứ như vậy giải tán, công việc hôm nay coi như kết thúc. Chủ giáo Warren không phải là một cấp trên nhiều chuyện, ông ta để cho những người phía dưới rất tự do, bản thân ông ta cũng chỉ ở trong phòng đọc sách, sẽ không làm gì nhiều, cũng lười ra ngoài mà đi lại. Karen đi theo đội trưởng về phòng, đội trưởng nằm ở trên giường, tháo mặt nạ xuống, phát ra một tiếng thở dài, cứ như là mệt sắp chết. Karen nhìn thấy một cảnh này, trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Đừng dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta, nó khiến ta cảm thấy mình là phạm nhân bị cậu bắt về đấy. Đội trưởng, hôm nay hội nghị diễn ra thế nào? Ta nhìn thấy vẻ mặt của chủ giáo Warren, tiến triển chắc hẳn cũng rất thuận lợi. Đúng là rất thuận lợi, nhưng cách chuyển đề tài này của ngài cũng có chút quá rõ ràng rồi đấy. À, có phải không? Neo cười cười, không chuyển chủ đề một cách tự nhiên như cậu, ta cũng sẽ không thường xuyên từ chối những người phụ nữ khác. Đội trưởng, xin hãy nói cho tôi biết sáng hôm nay ngài đã đi đâu, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Không cần phải nghiêm túc như vậy, ban ngày ta đến một nhà hàng hải sản, nhưng chỉ có điều ta cũng không gọi hải sản. Sau đó thì sao? Sau đó thì đi dạo phố, tản bộ, đi xuống tầng hầm của một quán cà phê, sau đó trùng hợp phát hiện một tàn dư ánh sáng đang ngồi họp ở đó. Tiếp theo thì sao? Ha ha, cậu có biết không, cái tên tàn dư ánh sáng ngồi kế bên. Ta lúc đó mặc dù đeo mặt nạ, nhưng ta cảm thấy tên đó rất giống với cậu, rất giống với tôi. Đúng vậy, ngay từ đầu ta thật nghi ngờ rằng có phải là tên nhóc cậu lét lút rời khỏi phòng hội nghị rồi chạy đến đó để theo dõi ta. Làm sao có thể? Đúng vậy, kỹ thuật theo dõi của cậu vẫn là do ta dạy bảo, làm sao có thể theo dõi ta mà không bị ta phát hiện chứ? Đội trưởng, đây không phải là vấn đề quan trọng. Chương 920, người bạn tốt nhất, 4. Tốt, việc quan trọng đó là đám tàn dư ánh sáng này tập hợp ở đó với mục đích là chiêu mộ người tình nguyện. Ta tin tưởng bọn họ chắc chắn có một lực lượng nhất định, nhưng lần này cần chiêu mộ thêm. Bọn họ vốn định đánh lén đầm nước ở cổ trạch, bên trong có một con hải quy khổng lồ gọi là Dorans được Phileas thu phục từ 100 năm trước. Kỳ thật nó xem như một loại hải thú rất hung mãnh mà còn biết sử dụng thuật pháp. Bọn họ muốn đánh thức Dorans để báo thù ám nguyệt năm xưa đã phản bội ánh sáng, sau đó mượn nhờ sức mạnh của Dorans để xây dựng lại nơi truyền giáo trên hòn đảo này một lần nữa. Gần nhất bởi vì tổ chức cuộc hội nghị này, lực lượng bảo vệ xung quanh đầm nước cổ trạch là thấp nhất trong suốt 100 năm quá, điều này cho họ thấy được thời cơ hành động. Sau đó thì sao? Sau đó ta đã nói cho bọn họ, các người là một đám ngớ ngẩn, muốn đánh thức Dorans đang ngủ say thì không cần phải tới đầm nước, mà là phải tìm thấy một cái ốc biển khế ước, sau đó thổi nó lên trong phạm vi 30 cây số, Dorans sẽ được kêu gọi thức tỉnh. Ta còn nói cho bọn họ, ốc biển khế ước là được chôn cùng với Bernard. Ốc biển khế ước? Đúng thế. Vật này thật sự tồn tại hay do tự ngài chế ra? Vốn là có, làm sao có thể do ta tự chế ra được? Vậy làm sao ngài biết ốc biển khế ước ở trong tay của Bernard còn là thứ chôn cùng với ông ấy? Ôi Karen à, khả năng quan sát của cậu còn cần phải tăng cường thêm đấy. Chúng ta đang ở trong khách sạn nào? Khách sạn Bernard? Đúng rồi. Cậu cũng không nhìn thấy khắp nơi đều có pho tượng sao? Ở trước cổng khách sạn còn có một bức tượng của Bernard, cái hông của hắn ta, không phải có cột một cái ốc biển ở đó sao? Có,
À, vậy cậu nhìn cái này xem. Đội trưởng bước khỏi giường, đưa tay gõ gõ lên một bức tranh treo trên vách tường, phía trên có vẽ một người. Mặc quần áo quý tộc của đảo Ám Nguyệt, ở chỗ cổ áo có dấu hiệu của một vầng trăng tròn, nhìn trên lưng hắn ta xem. Karen nhìn kỹ, phát hiện trên lưng thật sự có một cái ốc biển. Cái này, Karen thật đúng là không dự. Liệu được, đáp án dĩ nhiên nằm ở ngay bên người, thậm chí ngay ở trước mắt của mình. Trên cơ bản thì trên mỗi bức tượng chân dung và pho tượng đều có một cái ốc biển như vậy. Bernard thích nó như thế, cậu thử nói xem sau khi hắn ta chết thì hậu duệ của hắn sẽ xử lý nó như thế nào. Nếu như là những bảo vật khác, có lẽ cũng không nỡ mà cất giấu nó đi, nhưng cái ốc biển này nếu thổi lên sẽ chỉ triệu hồi ra hải thú căm thù tộc Ám Nguyệt. Nên tất nhiên chôn nó cùng vào trong mộ của tổ tiên để tổ tiên tiếp tục bảo quản là cách làm sáng suốt nhất. Đội trưởng, sau đó thì sao? Sau đó à, ta đã tự mình giúp họ lên một kế hoạch để tấn công lăng mộ của Bernard. Đội trưởng, ngài đã đồng ý với tôi rồi, chỉ đến đó để tham gia hội nghị, sẽ không ra ý kiến cho bọn họ. Đúng vậy, ta đáp ứng cậu, ta sai rồi. Thái độ của đội trưởng bỗng nhiên trở nên khác thường mà nhận lỗi, để tỉnh lại. Cái này ngược lại khiến Karen cảm thấy khó hiểu. Đội trưởng lại nói, cho nên ta quyết định lập tức nghĩ biện pháp đem tin tức này thông báo cho bên phía đảo Ám Nguyệt, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đánh bại âm mưu của bọn tàn dư ánh sáng kia từ trước, cậu cảm thấy thế nào? Vậy thì, cứ quyết định như vậy. Đội trưởng đứng người lên, đi tới cửa, một cảnh này, rất giống Hồng Y giáo chủ Chris lúc ban ngày. Đội trưởng, cậu còn có chuyện gì? Hoặc là, cậu sẽ lén lút nói cho công chúa Ophelia, nói cho rằng có người chuẩn bị đến đào mồ mả tổ tiên nhà cô ta lên. Đội trưởng, ta cảm thấy đối với chuyện này, sự trả thù của tàn dư ánh sáng có thể lý giải. Phốc, ha 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 ha, đội trưởng cũng không nhịn nữa, cười phá lên. Ngón tay neo chỉ vào Karen, vừa bôi nước mắt vừa nói, xem cậu này, ta đã biết là cậu không giả bộ được mà. Đội trưởng lại đi trở về bên giường, ngồi xuống, tiếp tục nói, cậu nói với ta, tiểu thư PALL có quan hệ cộng sinh với cậu. Được rồi, ta cũng không có ý định về khế ước cộng sinh vượt niên đại này được ký kết bằng cách nào. Cũng giống như việc ta không thể nào hiểu được tâm trạng buồn rầu của ông nội cậu khi cho nổ trật tự thần điện vậy, dù sao thì nó cũng là việc đã xảy ra rồi. Nhưng ta có thể khẳng định một điều rằng, khi câu chuyện xưa về tình yêu của đảo Ám Nguyệt truyền về tới trang viên Ellen, truyền vào tai của vị tiểu thư PALL kia, cũng chính là người có quan hệ cộng sinh cùng với cậu. Chuyến đi đến đảo Ám Nguyệt lần này của cậu, tiểu thư PALL chắc chắn đã nhờ cậu một việc. Đó chính là đào mộ của Bernard lên. Đội trưởng đoán đúng. Vẻ mặt của Neo bỗng nhiên lộ vẻ cô đơn, nói, biết tại sao ta lại biết đến Bernard không? Đội trưởng, không nên tùy tiện mà đùa cợt kiểu này. Cái giọng điệu ta này của ngài rốt cuộc là ai vậy? Neo tiếp tục nói, là nhờ liên hệ của Jennifer ở giữa để cho ta nhận biết Bernard. Đội trưởng, Jennifer từng cùng du lịch với tiểu thư PALL, ở phía sau vẫn luôn là tên Bernard, mặc dù bị tiểu thư PALL từ chối vô số lần nhưng vẫn si mê không đổi mà theo đuôi. Cũng vào lúc đó mà Jennifer quen biết Bernard, đồng thời cùng nhau trở thành bạn bè đi thám hiểm. Về sau Bernard trở về đảo Ám Nguyệt làm tộc trưởng, tiểu thư PALL mất tích, Jennifer bắt đầu một mình tìm kiếm tung tích của tiểu thư PALL. Trong quá trình này, cô ấy quen biết ta, chúng ta cùng yêu nhau. Bernard thông qua cô ấy mới quen biết ta, cùng nhau miêu tả tương lai tốt đẹp cho ta nghe, kể về tiền cảnh phát triển tốt đẹp của ánh sáng và Ám Nguyệt trên hòn đảo này. Ha ha. Đội trưởng, nếu ngài còn tiếp tục như thế, thì tôi sẽ rút kiếm ra đâm ngài đấy. Jennifer đã từng nói với ta vô số lần, cô ấy nói, tiểu thư PALL là người bạn tốt nhất đời này của cô ấy. Các bạn vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.